sống nhăn chứ không có từ. Sống nhăn đúng rồi. Đúng rồi, cái này gọi là sống nhăn luôn. Sống nhăn chứ không phải tươi. Tươi là nhiều khi là cái chết. Sống chết, sống nhăn luôn. Mình tép chết ha. Căng là căng nguyên cái này luôn. Cách là mình xay xay trái dừa đến khi nào mà giống như mình lắc lắc cái răng bị luôn, bị rụng vậy. Dữ luôn hả? Răng là đi theo tối ngày sáng đêm luôn đó nha. Chịu đi nổi không? Nổi chứ. đã mà đi tối ngày sáng đêm. Không có thấy người ta thử thích ăn chua không? Chưa ăn mà thấy chảy nước miếng rồi kìa. Cái mặt kìa. Mời cả nhà nha. Chị một trứng kìa, lụm vô đi nha. Ồ, bên này góc này 3 trứng luôn nè. Vậy là hồi vô sáng luôn. Sáng là Văn Anh không có quên lụm gì. cái mùi gan mùi đồng á. Ô hôm nay có cái một cái hương vị mới nha, cái mùi gan mùi đồng. Mùi đồng. Mùi đồng là mùi sao ta? Mùi rong đó. Bức tranh miền Tây mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại bức tranh miền Tây đang có mặt tại ở đây là cầu Cồn Tiên, khu vực huyện An Phú, tỉnh An Giang. Thì sau khi rời cầu Cồn Tiên của thành phố cho Châu Đốc thì đi khoảng cũng vài chục cây số. Bây giờ bước chân miền Tây sẽ cùng với Nguyên Phát Vlog và anh Cao Tùng Vlog, mấy anh em đi vào một nhà của một hộ dân, bà con làm nghề sinh sống bằng nghề là đánh bắt cá mùa nước nổi, để tìm mua những cái con cá thật là tươi. Và sau đó sẽ về nhà để hưởng thức ẩm thực, quay cho cô chú xem nha. Đây là nhà của một người dân ở đây. Đó. Rồi mấy chị đây không biết lựa cái gì thêm nữa nè. Đây là cảnh mua bán cá linh thuộc vùng biên giới An Phú của tỉnh An Giang. Xích xích vô anh Cao Tùng. Ồ, cá nhảy đây nha. Đây cô giới dùng cái chú bật đó nghe chàng. Không, em đứng trên giữa, em đứng trên giữa không sao đâu. Cô này đi căng cá mang ra chợ hả cô? Đây là ăn phú không? Ăn phú. Cái này là mình mua gì hay gì cô? Mình mua này mình đi căng nè. Căng của mấy người đi mấy người dớn, làm được đó. Dớn trên đồng Campuchia. Ồ, con cá lùm kìm. Ồ. Cái nhà đó. À đúng ra, mới lâu cầu. Là mới độ. Cái cầu này là cây cầu phao nha. Bình tĩnh con trai. Đâu bắt cái con cá khoai lên ơi anh Cao Tùng. Con cá khoai nhìn ngon quá nè. Đây cá khoai. Cá nhái hàng cá khoai. Cá nhái bự quá luôn chà bá. Con này chưa bự hả chị? Bự hơn hả con? Dạ dưới em là chưa thấy, không thấy được mấy con bự. Cá mà dính ngon quá ngon luôn. Đăng cái đi tôi đổ nó lắm. Cá từ dính tôi với bà mà đó. Dính tôi quá. Nổi tiếng luôn rồi. Kỳ này nổi tiếng luôn rồi. Đó là cá khác cái gì con? Cá khác nữa. Nhiều loại cá ha. Có cá linh không con? Ủa? Mà khán giả cho anh ta yêu cầu người đẹp gỡ con trang kìa. Xuống đi để lỡ có gì xuống. Cái gì xuống cầu? Hay là giờ mình căng cho lái.
thấy. Vậy. Ồ, cá chặt cá dê. Ngon luôn. Chà bá không. Chặt có gói không luôn. Ồ có cá lá không. Ồ con cá ra chốt bự mạnh kỳ luôn. Đâu cái sọc đâu ta, cái sọc cá bự. Ngon quá, từ xanh ha. Sống nhằn trong có từ. Sống nhằn đúng rồi. Đúng rồi, cái này gọi là sống nhằn luôn. Sống nhằn chứ không phải tươi. Tươi là những cái gì chết. Tươi là chết. Sống, chết sống nhằn luôn. Sống nhằn đúng rồi. Xanh lè luôn. Ủa, con cá chốt con nào con nấy rồi, con mắm một cái là tới tay. Ờ đúng rồi, cái chạch mình cái chạch gì. Cái chạch. Ồ. Cái chạch bự này bữa nay có giá bao nhiêu một ký hả con? Ký 200 mấy. Cái này mình bán giá sỉ hả? Ra chợ là sẽ bán giá khác nữa. Dạ. Đây là đại lý luôn. Có chạch không? Có chạch gì ấy không? Chạch bự bán riêng, cá chạch nhỏ bán riêng. Trời ơi, chị dở con cá chạch bự lên em coi chị. Kìa không con bự kìa đó. Trời ơi. 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 Cá chạch kìa tài ơi. Cá luôn. Đó nè. Này nét ơi. Hai con thôi là no rồi đó. No bữa cơm rồi, quá trời mọi bự rồi, mập ú lù luôn. Cô đang lựa con cá nhỏ thì qua cái sọt bên đây, còn cái to thì để lại ông Thao phân loại ra. Đây có hai con cá kháng lát. Có tài rộng vô rồi, tao không đổ đâu. Ký mốt 300 700. Một ký mốt. Bảy trăm thịt lớn thôi, vậy vậy dụng nè. Rồi xong. 700 gram thịt lớn còn nữa. Đây tới con cá thịt nhỏ thôi. Lớn trong đây nè cô. Rồi tiếp, rửa tiếp ha. Rửa tiếp. Không đổ đâu ta. Thì ham ha. Thì ham vậy ta. Lấy chọc cái gì? Nè, lụm đếm đây nè. Mò nhiêu nhiêu kìa. Căng cái đó đổ rộng đi. Rửa tiếp bự rồi nè. Rồi, bà giọng đâu? Con có bị nấu không đó không? Kè, kêu nó lấy cái bị của tôi cho đổ vô giùm đi. Cái chạch mình có cái bụng này thả vô luôn cái ha. Chìm ha. Ngọt bữa nay tao quay YouTube mà mày gì đó. Bữa nay tao lên YouTube, bữa nay tao lên YouTube rồi. Này có mấy con bự. Cá bự thì giá khác, cá nhỏ thì giá khác. Cái linh bên đâu nữa chị? Cái bên của mấy anh tên tên gì vậy? Bức tranh miền Tây, ở đây thì cao tầng block. Bức tranh miền Tây. Rồi mở YouTube lên coi bức tranh miền Tây. Mở liền lên lên đăng ký rồi sub đồ vô like đồ vô. Để lại một bình luận. Thấy có cái link kìa. Nói cô có giả cái link không? À nó có nhưng mình coi cái link mới đã mắt nè. Đây về
đầu nguồn ha, đầu nguồn An Phú. Mình xem được cái cảnh này thôi, nước mà nhiều nhiều nữa chắc cá dữ lắm nữa. Dài hôm nữa thì cái nước sẽ lớn, cá sẽ càng nhiều nữa. Lên nữa rồi giật lại nữa, cá nhiều nữa. Rồi, rồi phóng sinh đi, phóng sinh đi. Phóng sinh đi. Phóng sinh con. Vậy lấy này căng cho con luôn hả? Rồi vậy thôi chị chia cho con 1 ký luôn đi. Này là 1 ký bao nhiêu cô? 250 một ký. Rồi rồi vậy là cho mấy con 1 ký luôn, mua ủng hộ luôn. Quá ngon rồi, quá trời ngon luôn rồi. Làm mắm mè vậy. Này là cái tẩm tép nè, tép với tôm. Để nhảy ngoài luôn rồi kìa, xấu luôn. Này là cũng đủ vớn luôn hả con? Lửa ra làm sao? Mình lửa con bự hay con nhỏ hay sao? Hả? Sao cô? Có cái mua đạn hay gì? Không, không có. Em ý con hỏi là một phân loại. Con xô luôn à? Con xô, bắt xô. Vậy là mình đang lửa mấy con tép ra đó ha. Chết lên này. À, mấy con tép chết ha. Dạ. Rồi căng là căng nguyên cái này luôn. Rồi con chứ không có lửa. Có tôm nữa kìa. Căng chỉ là lỗ rồi ta. Có tôm nữa kìa. Quá ngon vậy. Đây là giống gì? Cái nuôi. Nuôi là hả con? Nuôi cái thả vô hầm ha. Bè hay gì? Vậy. Cái cuối cuối mùa là người ta mua về người ta ủ mắm luôn. Căn chô 1 ký 4 tép tôm 1 ký 4 rồi đổi rộng lại. Rồi đem gửi tiền cá chạch 250. Rồi cảm ơn cô luôn nha. Chào cô luôn. Rồi chào mấy chị đại gia lái cá linh luôn nha. Xuống căng cá linh đi cho mấy đứa em quay. Rồi chào nha. Thôi bây giờ Bước Chân Miền Tây đã về tới nhà của Nguyên Phát, chạy một đường cũng khá xa. Và trong cái clip này là mình đi quay chợ Thường Thới, xong rồi mình ghé mua cá chạch, rồi về đây quay ẩm thực mùa nước nổi cho cô chú xem luôn nè. Đây con đường quê này không biết cô chú có còn nhớ hay không. Đây đường này hồi lúc trước Bước Chân Miền Tây có quay cái cảnh đi lụm trứng vịt ban đêm ở đường này nè. Đường quê rất là thanh bình. Đây nhà của Nguyên Phát Vlog nha. Có mấy trồng mấy cây mít luôn, đã luôn. Ồ ôi. Trái này chừng nào mới khai được Phát? Quá khủng luôn, là bự quá bự luôn nè. Thử mà nó thơm là chín rồi. À, chừng nào mình nghe được cái mùi thơm của nó là mình biết nó chín hả? Chừng nào mình nghe mùi thơm là nó chín. Quá êm luôn. Cái còn bự nữa. Mùi trái nhiều lắm nè.
Rồi bây giờ thì mình sẽ nhờ người này là người yêu hay bà xã phát? Vợ hả? Ờ, đặng biết giới thiệu vợ phải không? Vợ giới thiệu vợ chứ anh Cao Tùng là anh không dám giới thiệu vợ đâu. Của bạn Phát rồi, của anh Phát luôn. Thôi giờ vô quay về em gái làm cá chạch. Bà xã con Phát dự định làm món gì để không biết. Tôi phái cái khung cảnh này rồi đó anh Cao Tùng ơi. Thế nhà cặp theo một con sông. Ở sông. Giờ hôm nữa đây nước nó lớn lên là nước ngập lên tới trên đó. Cái này không biết. Biết làm không? Cái này dự định làm món gì đây? Không biết làm mà không biết kêu mẹ ra cứu trợ rồi kìa. Chết luôn rồi Phát ơi. Món gì giúp con đây cô? Cá chạch biên giới đó. Tươi sói luôn rồi, lúc mua là còn sống luôn mà chạy về mấy chục cây số nóng quá nó chết hết rồi. Chết hả? Chết rồi, nó chết cả đắng cả đơ luôn rồi. Rồi vậy là mình khỏi sát sanh nó tự chết rồi. Ô có mẹ luôn kìa, có một mẹ luôn kìa. Để phèn vô cho nó bớt nhớt đi. Không nhớ tên luôn hả? Văn Anh hôm trước có dẫn bước chân mình tay đi bắt chụp chuột mà không có chuột. Đi về luôn. Bây giờ chụp cá chạch quá. Cái nhớt ra thì nhìn rất là ngon luôn á. Vì hết nhớt đó hả con? Hết nhớt rồi, bỏ chiên nó không có trắng, nó không bị trắng. Và có phần chua vô là tự động. Ngoài cái phần chua mình có cách nào khác để mình làm nó sạch nhớt không con? Phèn muối. Hơi chanh, không có phèn này mình là chanh. Muối chanh đó. Chanh mình nặn vào hay là mình nặn vô đây nè, bỏ vô thau. Còn muối là muối cục hả con? Muối cục của mình nè. Còn muối cục cũng làm sạch nhớt đó ha. Ừ. Có nhiều người hình như là con có thấy người ta trụng nước sôi nữa con, nước ấm ấm á. Nước sôi cá nó đâu có. Ủa nước sôi lột da hết rồi. Nước sôi nó ấm ấm á. Cái nó cũng sạch nhớt nữa. Nó sạch mà nó không ngon bằng chọc phèn. À chọc phèn nó ngon hơn á. Men từ An Phú về đến đây thì nghẽo cù tèo hết rồi. Chết queo queo chứ. Nóng quá nóng rồi. Khỏi sắc xanh ha. Người ta chạy xe mà còn nóng rồi chi con cá chạch sao sống nữa. Rồi công đoạn rửa cá đã xong. Bây giờ là rửa lần hai. Mình nếu mà mình chiên chiên giòn phải không? Giờ Cao Tùng. Chiên giòn. Giờ thì mình có làm buộc không con? Khỏi măng luôn. Để nguyên vậy để luôn. À, để nguyên nó sạch. Nó giữ được cái máu của con cá phía trong như vẫn còn nguyên á. Ừ, rất là ngon. Vậy ăn máu con cá chạch ngon hả? Thấy gì nè, nó ngọt. Dạ, nó ngọt hơn. Nếu mình mổ là hình như là nó mất cái ngọt ấy. Như mình nấu canh chua là mình phải mổ đúng không? Nấu canh chua phải mổ với nó đắng, nó đắng. Với lại với kho nghệ kho gừng là mình cũng phải mổ nữa. Còn chiên đặc biệt chiên thì để nguyên. Với làm khô á, làm khô cũng để nguyên luôn. Cá chạch là một món ăn rất là bổ dưỡng ở miền Tây nha. Dường như là cũng là đặc sản rồi đó. Không biết rất là hiếm. Thời gian sắp tới không biết có còn không là tiệt chủng nữa. Cánh biên giới còn rất là nhiều. Chứ dùng ở dưới là đồng bằng là muốn hiếm rồi. Mấy người đi cào thì hên cũng được ít chứ không có nhiều như xưa nữa. Hồi xưa rất là nhiều. Ồ, vậy là xong rồi đó. Nữa là xong rồi đó. Đây tới giây phút quan trọng đó là chiên cá chạch. Bỏ dầu vô. Cái bếp đã được dời xuống đây. Đây là sử dụng một cái bếp ga mini. Rồi 1, 2, 3 chuẩn bị né nha. Rồi bữa nay đầu bếp chính xuống chiên luôn. Ngồi kế bà xã luôn. Anh Phát. Cái kịch nhảy. Nhiều vậy. 1, 2, 3 nhảy hả?
Nè, cho lấy chuẩn bị lấy nắp dung làm đồ đỡ. Nó chết rồi, nó hết nhảy rồi. Để gặp lại. Thơm quá. Cái này mình chiên tầm khoảng 3 mẻ mới hết quá. Chả này chiên 3 mẻ là mới hết nổi. Đá 1 kg luôn. Chào lại các coi. Hello, hello. Cô chú nhớ nhân vật tên gì hay không? Nhân vật vừa mới xuất hiện trên kênh của Bước Chân Miền Tây đó chính là bé Nhung, một chàng pháo tay. Mời từ Singapore, Philippines về. Là hai nước luôn. Nó vừa là bé Nhung hôm clip trước ở nhà của bà Tám nè. Là em gái của Nguyên Phát. Nói Nhung có làm kênh YouTube không? Dạ làm chung với mẹ. Ờ, à, làm chung với bà Tám luôn hả? Dạ. Bữa hôm nói bé Nhung bao nhiêu tuổi qua này? Tròn 15. Tròn 15, đúng rồi, tròn 15. À, nhớ rồi, tròn 15. Tròn do luôn đúng không? Do. Tôi không dám nói nữa, nói mấy ông cười quá trời cười vậy. Nói vụ tròn do mấy ông cười quá trời cười. Bé Nhung cũng đảm đang quá ha. Cái chuyện cá rồi. Ghê, nhưng đó là có 15, mới 15 tuổi mà thấy cái con khiếu làm YouTube rồi nè. Mốt đi theo làm YouTube luôn nghe Nhung. Dạ. Chịu không? Chịu. Chịu luôn hả? Chịu luôn. Là đi theo tối ngày sáng đêm luôn đó nha. Chịu đi nổi không? Nổi chứ. đi tối ngày sáng đêm. Không có, thấy người ta người ta đi quay từ tỉnh này qua tỉnh kia thì là gọi là đi tối ngày sáng đêm đâu về nhà đâu. Đúng không Nhung? Đúng rồi, chứ đâu về nhà đâu, người ta gọi là đi tối ngày. Nhiều khi cũng phải đi sáng đêm nữa. Nhiều khi cực lắm. Làm nổi không? Làm nổi không? Nổi chứ. Anh thấy là có công. Anh thấy phụ nữ con gái thì ở nhà làm ẩm thực là sẽ hợp hơn. Như là Bước Chân Miền Tây đi là tối ngày sáng đêm luôn á cô bác. Tại khán giả thì quá gành rồi. Từ Đà Lạt mà bay về Cà Mau một nốt nhạc mà. Chạy 300 cây số. 300 là chuyện nhỏ thôi, 400-500 cây số một ngày là chuyện bình thường. Hồi giờ này bắt đầu nó vàng, vàng trở lại thiếu nữa không? Mấy cá để cho mẹ đầu là nó còn vàng đấy. Ủa em còn đi học không Nhung? Dạ em nghỉ rồi. Nghỉ hả? Rồi, nghỉ rồi, rồi bây giờ em làm gì? Phụ mẹ, phụ YouTube. Ồ oh. Bây giờ là trợ lý của bà Tám làm YouTube thì chính tập trung kêu bằng là gì vậy? Tập trung chuyên môn luôn hả? Rồi thôi vậy là mai mốt đi theo anh làm YouTube luôn. Theo chị theo anh Tùng không? Theo anh Tùng không? Anh Tùng cho anh Tùng tiễn không? À, chắc tiễn luôn quá. Đang đi là tối ngày sáng đêm đó nha. Tối ngày được chứ sáng đêm là lu bu lắm á. Em nói Nhung. Người ta chỉ nói đi thôi. Đi thôi là ngồi trên xe là đi thôi đó. Trong thời gian chờ đợi mình về em Nhung chút xíu cho vui. Ồ, thơm rồi nè. Cái chất đậm thì mình không cần nêm nếm cái hương vị gì hết á, chỉ để là nguyên xi dạng chiên lên cho đó là... Cái gì? Cái gì? Tỏi xài xà na với dừa. Ờ, sáu hẹ hả? Sao luôn hả? Chứ sao? Dạ, im mà nghe, vậy là chút xíu... Giờ bé Văn Anh dẫn đi hái xà na kìa. Văn Anh ơi. Quay dẫn hai anh ra ngoài hè, bẻ xà na nha.
chúc dẫn anh Cao Tùng đi ra sau hè nha. Gài nữa kìa Nhung ơi, đi ra sau hè hái cà nè. Sao gài sau hè đang cắt có bò, có bò nữa rồi, thử thử luôn. Tôi à, phát có để ý không, mỗi lần mình nói gì là anh Tùng ảnh khoái chí, anh cười hí 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 vậy đó. Ừ, phải cười mới được chứ, cười hí hí vậy đó, đúng không? Mình đang quay cho bà con xem mà, đúng không? Nhìn mặt anh nè, thấy không? Ví dụ mà nói ảnh đi đi ra hè, dân anh dắt ra hè này là nó khoái, anh khoái anh cười hí hí lên. Anh nói biết sao anh bước chân miền Tây suy nghĩ là chắc cũng giống như ảnh vậy đó. Thì vẫn mới bị bắn một cái. Cái phần cá mà để bắt đầu như là nó vàng này nè, cái này nó vàng đây nè, quá ngon luôn. Thời điểm này thì ở miền Tây đang vào mùa nước nổi nha bà con. Bây giờ thì bé Văn Anh sẽ dẫn bước chân miền Tây đi hái cà na ở sau hè. Hiện tại thì ở miền Tây đang vào mùa nước, cũng chính là mùa của trái cà na. Trái cà na là một loại trái rất là quen thuộc ở miền Tây. Nếu như cô chú nào xa quê thì sẵn việc thì bức tranh miền Tây sẽ cho cô chú xem. Đặc biệt là bức tranh miền Tây rất là thích ăn cái trái cà na. Ui, hương đồng gió nội đủ thứ các loại trái cây. Đặc biệt là mấy cái quả mà phục vụ cho ăn uống hàng ngày là không thể thiếu, đó là chanh với ớt nè cô chú. Hai cây chanh quá xum xơi luôn. Chanh này của nhà luôn hả bác, hay của hàng xóm? Của hàng xóm hả? Xóm nha, bên vườn. Một lần em có trồng từ đây là đó là nguyên cái vườn cherry. Cái này là vụ ba hay phải không bác? Vụ ba. Vụ ba. Đây cái này không thể thiếu, đó chính là chén muối. Này chén muối ớt làm sẵn. Ôi ổi quá trời luôn kìa. Ơi ổi này chua không ta? Ổi ngọt hả Văn Anh? Cái nào chua mới ngon. À nó phải à nó bự lên như vậy mới ăn được nè. Không, nếu mình ăn mấy trái nhỏ như vậy mới có chua không? Thấy bóng quá ha. Tao hái được không nha anh? Nào to to nè, đây anh cho mượn chấm ớt luôn nè, ăn thử thích ăn chua không? Chưa ăn mà thấy chảy nước miếng rồi kìa, cái mặt kìa. Mời cả nhà nha. Không có biết chua không á, thấy bé Nhung ăn mà anh nước miếng nó chảy. Cái này là hình như là cà na nguyên thủy đúng không bé Nhung? Cái này là người ta cây luôn ha bác, cái này cây nguyên thủy. Là cây luôn hả? Kìa, có trái ngoài gạch, trái ngoài đỏ rồi nha. Trái đi gạch trên nè. Ồ, trái đó nó bị sâu hả? Bị sâu hả? Ê, nè, trái bự chà bá luôn. Trái bự chà bá luôn. Ăn ngỏi, ăn ngỏi. Sao vậy, sao vậy? Ngon ngon. Ngon là ăn hết trái luôn nha. Gán ăn hết trái nha. Chua không? Ngọt hả? Ồ, đúng là trái này to nè. Ở vừa mà ngay vừa rất là ngon. Thôi đi hái cà na đi. Có mía luôn nha. Dân anh không thích ăn cà na hả? Có mía. Chắc dân anh thích ăn đường ngọt hơn đúng không? Có Nhung, mấy Nhung ăn cà na được nè. Ê, đi đi hái thêm mấy trái cà na đi cho anh Cao Tùng, anh thích ăn chua lắm. Đâu em lựa cái trái nào mà cái đít nhọn quắc á là anh ăn mới được, đừng lựa mấy cái trái. Ừ. Đó, cây.
tuần quá được chưa? Hai bạn thường hay là chọn quyền sau lưng. Nhớ cái trái cà na nằm ở đích thiệt là nhọn nha. Đích nhọn hoắt luôn á. Thiệt là chua coi. Chua thiệt là chua luôn anh. Cho anh chấm vô. Chấm cái đậu. Ngọt lắm nha. Ngọt lắm, ngọt lắm. Khoái khoái chảy nước miếng, chảy nước miếng. Quá tàn nó chua rồi. Ủa hồi nãy như mấy Nhung ta ăn đẹp lắm mà sao không ăn xấu xấu quắc à trời. Hồi đó giờ ít. Ờ giờ chẳng ăn gì cái mặt ông xấu quắc à trời. Chắc là chua luôn á. Chua mà nó chát nữa. Muốn nhiều nhiều mới được. Đây đưa anh làm một trái kìa. Ơi, đây quay gõ gõ trái cà na miền Tây bị ao rồi đây thấy coi đây 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 đó cái mình chấm vô nè chưa cái này cắn khoảng nửa trái chấm nó mới dính muối nhiều chua nè đó lúc muối vô ngon. À, ngon 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 chắc nhầm mà nó chát luôn á chát thôi cũng đâu có chua gì không không có chua nhiều mà cái nó chát nhầm không ăn tới giờ chát nó dính cái giọng nè có bự chưa chín chát không mà cà na như thể mà cái hậu cái chua cái này mà giống như nếu mà còn hai vụ mà mùa nó nổi ha bơi xuồng ở đây á mình còn vui nữa đúng rồi. Ủa cái bên kia mấy cây luôn kìa. Thường thì cà na này chúng ta ngào đường á với đập ra mới dễ ăn hơn đúng không bé Nhung? Còn mình ăn này là kiểu như là mình ăn liều mạng rồi đó, vô lét luôn. Vườn này là vườn nhà của bé Vân Anh nha. Còn hôm trước là mình quay tô tắm lầy là ở nhà của bé Nhung. Cái trại phía sau. Còn khu vườn này là của bé Vân Anh. Rồi. Cho cô chú tham quan bên kia là đồng lúa. Đây. Đây là mía. Ăn được chưa? Ủa nó ngã rồi kìa. Ngã nè bác ơi. Ủa trái ổi chín nè anh Cao Tùng ăn đi tôi hái cho ăn. Cao Tùng ơi, trái ổi này chín mùi luôn anh Cao Tùng ăn ăn thử nó ngon lắm. Ăn đi anh Cao Tùng. Chén muối 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 muối. Chín mà nói luôn ha. Nè, anh ăn đi bước chân đây. Ê, anh tôi biết anh. Nó sâu đưa ra luôn nè. Đâu sâu đâu? Nó sâu đưa ra luôn. Sâu đâu sâu. Trái chín mùi của người ta đây. Anh bước chân người ta dụ. Chấm núi. Nó chui ra đâu con ơi. Thấy dụ mình sâu lắm. Ten 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 trái ổi. Trái ổi này bị hư rồi cô chú. Dụ anh Cao Tùng anh ăn mà anh khôn quá anh không ăn. Ôi, hình như có nuôi mấy con vịt nữa kìa. Con vịt nữa hả? Chị, chín vịt luôn hả? Mẹ ơi, chi mà. Ê. Lụm luôn. Ôi, vịt nó đẻ gớt hả? Đẻ gớt. Kèo một trứng kìa lụm vô đi Nhung. Đây. Ồ, bên này góc này ba trứng luôn nè. Vậy là hồi sáng, là Vân Anh không có quên lụm gì nè. Lụm rồi. Lụm rồi đó hả? Buổi sáng lụm rồi không anh? Ồ, im quá mấy trứng luôn. Nó ngủ đây có khi nào nó đẻ rồi nó rớt dưới hầm đúng không? Trứng vịt nổi hả? Chị nó chìm, chừng nào trứng nào nó hư nó thối nó ung á. Nó ung nó mới nổi lên. Tham quan cái vườn phía sau luôn. Vừa trái. Đây quá luôn. Cái vườn lửa đó đây. Cây dừa lửa nè. Vậy là có nước chưa phát? Có rồi hả? Vậy là mình uống được không? Ừ, ở đây như là còn ngon. Ngoài này khô luôn hả phát? Dạ. Dừa này khô luôn nè. Khô luôn rồi. Nó cái dừa này khô luôn nè. Vậy là khô này mình làm gì Cao Tùng? Cái này mình nấu chè đồ được ha. Mình vô mình. Nhưng mình ăn cái cái cũng ngon lắm á, đúng không? Cái cái nó cứng đúng không? Cứng rồi, nó mình nạo dừa hết. Dạ lại bẻ dừa đấy. Để tay được không? À, mẹ
trái tay thì bằng cách là mình xay xay trái dừa đến khi nào giống như mình lắc lắc cái găng bị rồi, một trái luôn, bị rụng với như rụng găng lung lay cái găng đó luôn hả luôn bẻ trái dừa nó lung lay đến khi nào có xay đến trái dừa nó rụng rồi thôi. Mà ngành biết bẻ dừa đó được một trái nữa. Là vô hả? Luôn. Vô không ăn cana nữa hả Vân Anh? Vô quá vô hả? Thì mình quay trở vô. Đâu làm viên cái là cho nổi tiếng lên khắp thế giới luôn. Làm viên sao nữa? À, 10 điểm. 10 điểm. Đứng lên mạng nghe chú à. Cô ở nhà kế bên của Phát. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại với món cá chạch chiên mắm mè. Bây giờ sẽ là tới màn chặt dừa lửa để mình uống trái dừa lửa luôn. Chém ở trên xuống cái được không? Chém ở trên xuống, chặt ở trên xuống. Chặt ở trên xuống một cái nữa, dao nữa. Này dừa mỏng dính già. Mỏng già. Wow. Mập lắm ha. Dừa hái tại nhà. Wow, cái này là mình uống luôn hả? Có dụng rồi. Không hút không? Mình chơi cho miền Tây đi. Chơi miền Tây văn giả luôn anh Cao Tùng. Ôm dứt. Nè. Không dám hút, mình chơi miền Tây đi. Không, ôm dứt chứ không phải ôm hút. Rồi dứt. Đó. Đó, nhìn cái mỏ của anh Tùng nha. Nhìn lên nhìn thấy thèm vịt nấu chao không? Ngon. Ngon không? Ngon không? Ngọt quá ngọt luôn. Vân Anh đúng không Vân Anh? Quá ngọt luôn. Dừa này quá ngọt luôn. Hết không? Ông uống rồi thì ông uống hết đi thì sao mà ai uống ai dám đặt cái môi vào cái vị trí trái dừa uống nữa. Đây trái dừa của tôi, phải nói là cái miệng rất là lịch sự, giống cái miệng của tôi đó, thấy chưa, nhỏ nhắn không dễ thương đâu mà ghê uống cái miệng gì nè, chà báo nợ anh chứ. Đây giờ bước trang miền Tây mời cô chú hưởng trái dừa nước ở miền Tây nha. Đây nó được cái mỏ vô rồi chắc vô. Trời ơi. À, quá ngọt. Vậy chứ sao cậu Câu nha. Bữa nay bị anh Câu Tùng cà khịa luôn rồi. Dòng những cái thơm quá, thơm luôn rồi. Chả cá. Chút xíu nữa chiên phần 2 này. Thơm quá thơm. Rồi bây giờ mình sẽ thưởng thức món cá chạch. Nhung. Tự nhiên em. Cá chạch mùa nước nổi nha cô chú. Giờ thì bé Nhung với bé Văn Anh với bé nhà của bạn sẽ review cái món cá chạch. Chưa, người ta chưa ăn hết mà. Chưa ăn chút xíu nữa chứ. Chén mắm mè ngon. Chứ mắm cá chạch. Cá chạch đồng quê thì thịt nó dai, nó ngon. Có chút nó mềm, nó thơm. Cái mùi đồng chứ. cái mùi gan mùi đồng á. Ồ, hôm nay có cái một cái hương vị mới nha, cái mùi gan mùi đồng. Mùi đồng. Mùi đồng là mùi sao ta? Mùi rong đồng. Hay là mùi lúa? Trời ơi, thử giòn không ơi? Giòn không Nhung? Giòn. Giòn ngon ha. Chiên á. Ừ. Ơi, mời tự nhiên coi, làm thử một con coi. Để quay bé Nhung và bé Nhung mắc cỡ. Đây nè. Cá chạch hả?
chạch đúng chắc là của cá chạch miền Tây luôn, đó là cá chạch đồng. Ông cắn ngang luôn, tôi tưởng ông lấy cái phần đuôi không nay về ông lấy cái phần mập nhất đó. Cái phần thịt nhất mèn đét ơi. Thứ này ăn nó mới ngon nhất đất nè, kẹm miếng không đất nè. Đây rồi, cái này là để lại vô chén đi, không ăn đâu. Để phần của mình bây giờ mình vẽ vậy đang cho nó đồ. Anh vẽ ra là anh lấy cái, anh lấy cái phần đuôi, không ngờ anh lấy cái phần bự nhất, mập nhất, béo nhất. Rồi mời bà con cô bác thưởng thức món cá chắc với mình nha. Yêu không, yêu không? Mà con cái làm thực sự làm không rõ. Có cái, có cái này mình nói hơi mắc cười nghe không? Là hồi nãy ăn ăn cà na nãy còn chắc ngậm miệng à. có thơm mùi đồng không? Cái thơm mùi đồng. Là, đúng là thơm mùi đồng luôn. Thơm mùi đồng. Giống giống như mấy Nhung mới nói. Cái miệng mình còn chát và chát luôn á. Thầy đưa con nhỏ nhỏ đi, ăn với ăn con bự. Ngại lắm, ăn con nhỏ vừa vừa thôi. Cái đầu như anh Cao Tùng lựa con bự mập lù, con có nửa ký lô không có nhiêu chân á. Cái mặt ồ đâu đi đấm nhớ. Để mất vô. Thôi để tôi tự review khỏi quay tôi. Mặt mặt trai nữa nè. Mà nhớ về câu câu nha. Vâng anh với Nhung cười quá trời rồi. Quá ngon cô chú ơi. Hương vị đồng quê thì rất là ngọt hơn giòn. Cái đuôi mình nhưng mà thường thì giống như là béo. Cái đuôi là cái phần mình thấy là ngon. Dạ đúng rồi. Ngon hơn cái phần bụng nữa anh Cao Tùng, chứ đừng có ham ăn bụng. Không có đâu, bình thường bụng mỡ nhiều lắm. Sao để kiêng. Yeah, cuối cùng clip của Bước Chân Miền Tây sẽ kết thúc ở đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem. Bây giờ mình sẽ nói chung là Bước Chân Miền Tây cũng có hơi một hai một vài lon rồi, cũng hơi mệt rồi. Chia tay với bé Nhung với nè. Bé Nhung với vợ của Phái nè đó. Chia tay với bé Vân Anh nè. Vân Anh ơi, chia tay với anh cái coi. Dễ thương gì đâu mà còn mắc cỡ quá trời. Lần sau là quay clip là phải nhiệt tình lên nha. Đi làm có còn là... còn bé Nhung thì quá chuyên nghiệp hả? Bé Nhung thì chuyên nghiệp rồi. Ok. Thôi giờ chào đi. Bước Chân Miền Tây cũng hơi ngàn ngà rồi. Ủng hộ Bước Chân Miền Tây bằng cách là để lại một like, một bình luận, chia sẻ, đăng ký kênh nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem nha. Giờ mưa hơi leo lử rồi. Thôi tối rồi, đi về nhà ngủ thôi. Chào Nhung ừ. ơi. Chào hoài hả? Chào nó mấy lần rồi. Không bao giờ chịu đi theo Bước Chân Miền Tây không Nhung? Hồi nãy nó hứa rồi kìa. Hả? Theo tấm lại rồi. Theo tấm lại hả? Thôi giờ Vân Anh chịu theo Vân Anh. Không chịu luôn hả? Chịu luôn. Rồi vậy là thất nghiệp thôi, để anh đi một mình anh luôn. Thôi chia tay gia đình nha, nói vui thôi nha.